Okay, everything is clear, right? So I want to see all of your beautiful faces on the screen with your cameras on. First, mom. First. Okay. First is. Teacher, I'm finished. I can swim, but I can fly. I can jump, but. Are you eating? No. Are you sleeping? Do do tình hình diễn biến dịch khá là phức tạp, hệ thống trung tâm đã chuyển đổi hình thức sang học online. Mình nghĩ đây là một trong những hình thức học cực kỳ là hiệu quả và tốt. Các con có thể ôn luyện được kiến thức, vẫn đảm bảo được kiến thức và không lo lây nhiễm bệnh bên ngoài. Mình vừa có thời gian để có thể ôn luyện học kiến thức cùng với cả các con. Và mình nghĩ đây là một trong những hình thức học online rất là thông minh và hiệu quả của trung tâm. Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì việc học trực tuyến đã quá phổ biến và hơn nữa là trong cái tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp hiện nay thì tôi nghĩ là cho con học phương pháp online là một phương pháp rất là hiệu quả và vừa đảm bảo được cái kết quả học tập của con và vừa phòng được bệnh dịch, an tâm đến sức khỏe. Cảm ơn các thầy cô Sinibu. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên bạn nhà mình được tham gia hình thức học chuyển đổi trực tuyến, bởi vì là năm vừa rồi khi mà tình hình dịch Covid căng thẳng thì các con cũng đã được chuyển đổi từ hình thức học tập trung sang học trực tuyến rồi. Nhiều phụ huynh thì cho rằng là việc học trực tuyến thì sẽ không hiệu quả, bởi vì là các con sẽ mải chơi rồi là mải nói chuyện với bạn bè mà không có sự tương tác cũng như là chăm chú vào nội dung bài giảng của giáo viên. Thế tuy nhiên thì cá nhân mình thấy rằng là bạn nhà mình thì hoàn toàn rất là hào hứng trong những cái buổi học online. Các con thì bên cạnh cái việc là được học trực tiếp với giáo viên nước ngoài thì còn có sự hỗ trợ của các thầy cô giáo viên chủ nhiệm trong những cái phần nội dung mà các con cảm thấy chưa hiểu bài hoặc là chưa thể ghi nhớ được luôn. Với công việc của hai vợ chồng mình cũng rất là bận nên là việc đưa đón con đi về rất là bất tiện, do đó mình chọn lựa cái phương án là học online, chương trình học online. Lúc đầu thì mình cũng không tin tưởng lắm vào cái chương trình học online đâu, tuy nhiên thì sau một thời gian tương tác và học cùng với con thì mình thấy đây là một chương trình rất thú vị và hiệu quả. Và sau một thời gian học cùng với con thì ngoài con cũng đã được các thầy cô nâng cao trình độ anh thì chính bản thân mình cũng nâng cao trình độ anh của mình. Cảm ơn Ocean Edu rất là nhiều. I'm very happy to learn online with my teacher in Ocean Edu because I have stayed home such a long time and I'm very worried. I think a few days later I will can't remember my English knowledge I have learned. So when I learn English with my teacher in Ocean Edu, I can learn again my knowledge and improve my English skills.